Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và đặc biệt phần còn lại của chương trình sáng nay chúng tôi sẽ dành để giới thiệu đến quý vị một trong những người phụ nữ mà có thể hình như tất cả những người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ đều biết đến, đó là bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Cà Phê Sáng chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào bà cùng với chương trình chúng tôi sáng nay. Dạ, Janet Nguyễn cũng xin kính chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng và xin kính chào anh Tổng Đồng. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết bà Janet Nguyễn, một trong những người phụ nữ là một thuyền nhân cùng với gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ vào lúc bà còn nhỏ tuổi. Bà là một trong những người theo học đại học ở đây và bà là một trong những nghị viên phụ nữ đầu tiên của tại thành phố Garden Grove, một trong những thành phố có rất đông người Việt định cư. Và ngày hôm nay bà là một trong những người có thể nói rằng đại diện cho chúng ta ở địa hạt 34 trên Sacramento, đó là Thượng viện của tiểu bang California. Chúng tôi được biết, thưa bà Thượng nghị sĩ, mùa bầu cử đã đến. Bà cho chúng tôi biết là bà đã chính thức ghi danh để tái tranh cử cái nhiệm kỳ thứ hai của bà chưa, thưa bà Thượng nghị sĩ? Dạ, thưa anh và thưa quý đồng hương, dạ, chúng tôi đã chính thức ghi danh để đi tái ứng cử cho Thượng nghị sĩ tiểu bang 34, là cái này là nhiệm kỳ thứ nhì của chúng tôi. Thưa bà Thượng nghị sĩ, là dĩ nhiên trong một thời gian qua thì rất nhiều người cử tri trong địa hạt 34, kể cả người bản xứ, đều đánh giá cái công việc làm của bà. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn đưa đến một cái câu hỏi bà muốn nói gì với cử tri địa hạt 34 vào trong cái kỳ tranh cử này nè? Và trước hết chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương trong nhiều năm qua đã thương yêu và ủng hộ Janet Nguyễn. Và nhờ cái thương yêu đó mà cho chúng tôi cái sức mạnh, mà mình không có quên được quê hương của chúng ta đâu, và mình không có quên được cái nhà của chúng ta và quê hương, và mình là một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và một người gia đình tị nạn qua nước Mỹ và kiếm được cái tự do đó. Rồi nhờ cái sự ủng hộ của quý vị, sự thương yêu của quý vị cho Janet cái sức mạnh đó để tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng chúng ta và tranh đấu cho cư dân của địa hạt 34. Chúng tôi mong là trong mấy năm qua quý vị đã thấy cái việc làm của chúng tôi, một cái hứa mà chúng tôi đã nói cho quý đồng hương trong 2014, cái mà ứng cử đầu tiên của Thượng nghị sĩ, là chúng tôi sẽ cho quý đồng hương biết trong tay của mình, trong tay của cộng đồng á, một người Thượng nghị sĩ làm được cái gì cho chúng ta. Hơn 40 năm qua cộng đồng chúng ta có hưởng được cái gì một trong tay của một người Thượng nghị sĩ không, hay là một người dân biểu tiểu bang, cho cộng đồng biết về cái văn hóa, biết về cái việc làm và đời sống của chúng ta hay không. Và rồi chúng tôi mong là trong mấy năm qua, từ 2014, là quý vị đã thấy được bây giờ cộng đồng chúng ta không có cần xin nữa. Mình có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì ở trên Thượng viện. Và cái đó là trong tay của quý vị, là chúng tôi cũng đã nói từ đó là tiếng nói của chúng tôi là tiếng nói của quý đồng hương và cử tri của 34. Và cái chức này là không phải là cái chức của Janet Nguyễn, cái chức này là trong tay của quý đồng hương. Thế thưa bà nghĩ rằng nếu đồng hương nói riêng và tất cả những cử tri ông trị hạt 34 muốn mà có thể bộc lộ cái quyền hạn của mình, cái việc đầu tiên là phải làm cái gì nè? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, chúng tôi mong xin quý vị phải ra đi bầu mạnh mẽ trong cái bầu cử sơ bộ tới đây. Và thưa quý vị, cho quý vị biết một cái số để cho quý vị hiểu tại sao cái phiếu đi bầu của quý vị rất quan trọng. Trong 2014, cái bầu cử sơ bộ 2014, cái đó cái bầu cử đầu tiên mà chúng tôi ứng cử cho Thượng nghị sĩ tiểu bang. Trong cái bầu cử đó, 2014, thưa quý đồng hương, 60.000 người cư dân Mỹ gốc Việt ghi danh đi bầu, 60.000 người. Và trong đi bỏ phiếu, thưa quý đồng hương, 17.000 người đi bỏ phiếu, 60.000 người ghi danh đi bỏ, 17.000 người đi bỏ phiếu, chưa được 50% của cộng đồng chúng ta. Mà một cái số mà cho quý vị biết, mà còn một cái mà chúng tôi cũng ngạc nhiên luôn, là trong cộng đồng chúng ta
mình có hơn gần tới 250.000 cư dân Mỹ gốc Việt trong địa hạt 34. Và trong 250.000 cư dân đó, chỉ có 60.000 người đi di dân đi bầu. Và trong 60.000 người đó, chỉ có 17.000 người đi bỏ phiếu. Quý vị thấy cái sức mạnh của chúng ta, mình đang ở một cái nước tự do. Cái nước tự do đó, quý vị có quyền nói một người thường nghị sĩ: bà ơi bà, tôi không có thích cái việc làm của bà, hay là bà ơi bà, tôi thích cái việc làm của bà, tiếp tục làm cái việc làm đó. Mình trong nước Mỹ có cái quyền tự do control cái government và bắt cái government và một người dân cử làm việc cho chúng ta. Và quý vị, chúng tôi làm việc không được nếu quý vị không có đi bỏ phiếu. Khuyến khích con em, khuyến khích gia đình, bạn bè, thân hữu phải đi ghi danh và đi ghi danh, đi bầu phiếu chiếm diện và phải đi bỏ phiếu. Và cái số nhân số, cái bầu cử sơ bộ rất là quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi mà không có thắng được một số 1 hay số 2 á, là mình không, cái tên của mình không có đi tháng 11. Là cái đó là cộng đồng chúng ta sẽ mất hết luôn. Wow, và so, cái bầu cử này rất là quan trọng. Vâng. Khi thưa quý vị, vào tháng 6 tới đây, một cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được diễn ra trong toàn cái lãnh thổ của quận Cam. Điều như bà thượng nghị sĩ Giang Nguyễn vừa gửi đến quý vị, chúng ta đã có thể nói là con số những người tham dự đi bầu không đạt đúng với cái nguồn lực của những người Việt của chúng ta. Hy vọng quý vị qua lời trình bày của bà thượng nghị sĩ Giang Nguyễn, chúng ta có bỏ ít thì giờ để tham dự vào cái công cuộc bầu cử, để ít nhất tiếng nói của cộng đồng người Việt chúng ta có một cái tiếng nói mạnh hơn và có giá trị hơn ở trên Sacramento. Thưa bà, đó là chuyện tranh cử của bà. Bà có muốn nói gì nữa không thưa bà? Chỉ có một cái nữa thôi, anh Đồng Trọng. Và thưa quý vị, nào mà cần cái danh, cái đơn đi ghi danh bầu, xin quý vị gọi văn phòng chúng tôi. Cần giúp đỡ ghi danh hay là cần giúp đỡ ghi danh đi bầu khiếm diện, hay là cần thêm biết về chi tiết, xin gọi 714-705-0773, 714-705-0773. Kính thưa quý vị, đó là chuyện đi bầu và là chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đối với tương lai thế hệ của những người đi sau chúng ta cũng tiếp nối chúng ta. Trở lại một trong những sự kiện mà chúng tôi hy vọng thượng nghị sĩ chia sẻ với chúng tôi sáng nay là chúng tôi đã biết thượng nghị sĩ đang đệ trình một cái dự luật đòi hỏi lập ra một cái chương trình giảng dạy trong các trường học toàn tiểu bang về một cái đề tài gọi là hành trình đi tìm tự do của người Mỹ gốc Việt đi tị nạn. Thưa bà thượng nghị sĩ, có thể chia sẻ với chúng tôi, khán giả chúng tôi về chương trình này, thưa bà thượng nghị sĩ. Dạ, thưa anh Đồng Trọng và thưa quý vị. Quý vị cũng nhớ hồi năm ngoái chúng tôi đứng trên thượng viện, mình đứng trên thượng viện vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vinh danh các 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã mất đi. Mình vinh danh các vị người Việt tị nạn, Mỹ gốc Việt. Và mình nói về cái việc làm ác của ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden. Và trong cái đó, thượng viện không phải đứng đó mà cho Janet Nguyễn nói chuyện, mà bắt đuổi Janet Nguyễn đi ra khỏi thượng viện. À, tại sao? Tôi nghĩ là cái lời nói của Janet là lời nói sai. Trong cái đó, thưa quý đồng hương, chúng tôi coi lại, mình nghĩ là tại sao như vậy? Tại sao mà thượng viện, các thượng nghị sĩ nghĩ đó là mình làm việc sai? Và mình thấy mình coi lại mấy cái lịch sử mà cái cuốn sách đã dạy cho con em chúng ta về lịch sử Việt Nam. Trong cái cuốn sách đó, ở trong trường học, ở trong tiểu bang Cali, nói về hai cái perspective. Một là nước Mỹ, thứ nhì á, cái cảm niệm của Cộng sản Việt Nam. Ở trong đó không có cái cảm niệm của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hay là các vị và các gia đình đã đi tị nạn, mà tại sao mình phải đi nước Việt Nam mà phải đi tị nạn mà không có biết 50% là mình thoát được, 50% là gia đình sẽ mất đi hết luôn. Tại sao cái sự hy sinh đó, ba má của chúng ta phải đi vượt biên, là tại vì mình phải kiếm một cái nước tự do cho gia đình của mình và cho con cái của chúng ta. Và chúng tôi mong, chúng tôi thấy là nước Mỹ ở tiểu bang Cali trong cái lịch sử mà không có nói về mấy cái cảm niệm đó, người ta không phải chỉ con cái của chúng ta mà cộng đồng bản xứ sẽ nghĩ là người Việt Nam, chiến sĩ Việt Nam, người Việt Nam mà đi tị nạn là mấy cái người mà sai, là Cộng sản Việt Nam là tốt.
chúng tôi thấy là mình phải bây giờ có cái cơ hội của chúng ta để cho mình làm một cái chương trình dạy cho các em, bắt buộc bộ giáo dục của tiểu bang Cali làm một cái chương trình dạy về cái cảm niệm của các vị đi tị nạn, các vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, để cho tương lai của con cái chúng ta, chừng nào đi trường high school mà đang học về chiến tranh Việt Nam, sẽ nghe về không phải là người Việt Nam chúng ta là người sai, hay là chiến sĩ Việt Nam là sai. So, chúng tôi mong là SB 895 nó còn dài lắm. 25 tây tháng 4 này là cái ngày đầu tiên cái committee hearing ở thượng viện. Cái ngày này, cái committee hearing này vào 7 tới 10 thượng nghị sĩ, tế mà chấp nhận cái này được, tế sẽ đi qua tới nguyên cái floor của thượng viện. Và mình mong là bài cuối năm năm nay ông thống đốc ký bắt buộc bộ giáo dục của tiểu bang Cali phải trong 2-3 năm tới đây là một cái chương trình giảng dạy cho con em chúng ta về chiến tranh Việt Nam của Việt Nam. Rồi chúng tôi mong quý vị giúp cho chúng tôi lên bảo vệ cộng đồng.com để cho quý vị viết ký tên cái petition để cho chúng tôi cho thượng viện biết là cái này là quan trọng cho cộng đồng chúng ta. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ đã nhắc nhở và gợi lại một trong những cái sự kiện mà có thể nói cả thế giới đều quan tâm đến vào những ngày cuối thập niên 70, cũng giống như là trong thập niên 80. Kính thưa quý vị, hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người đã bỏ mình trên cuộc ra đi mang tên là hành trình đi tìm tự do. Và cảm ơn bà thượng nghị sĩ, cá nhân tôi cũng là một trong những người ra đi vào những cái thời điểm đó. Và chúng tôi hy vọng con cháu của chúng ta, tất cả những người thế hệ sau luôn luôn giữ mãi và tìm hiểu cho rõ cái gọi là cái cuộc hành trình đi tìm tự do của những người Việt tị nạn chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng người Việt cũng sẽ đứng bên cạnh bà để góp sức cùng bà nói lên một cái tiếng nói cho công chính. Và đó là một trong những sự kiện để cho người ta biết rằng sự hiện diện của mình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chắc mời bà thượng nghị sĩ. Xin một lần nữa xin quý vị lên trên bảo vệ cộng đồng.com để ký chữ ký để cho chúng tôi đem lên thượng viện. Because thưa quý đồng hương, mình có hơn nửa triệu người Mỹ gốc Việt ở trong tiểu bang Cali. Bây giờ chúng tôi chỉ nhận được about 2.000 chữ ký, 2.000 chưa được 1% của 500.000 người đó, mà chưa được nói đến với 1% của 3 triệu người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng vào ngày 21 tháng 4 tới đây sẽ có một cái hội chợ y tế. Rất tiếc là chúng tôi không có nhiều thì giờ nhân tiện qua đây, bà có thể chia sẻ ngắn gọn cho chúng tôi biết rằng là hội chợ y tế nó sẽ diễn ra như thế nào, thưa bà thượng nghị sĩ? Dạ, thưa quý vị, hội chợ y tế này là hội chợ y tế năm thứ 9 của văn phòng của chúng tôi, và ngày thứ bảy, ngày 21 tây tháng 4, từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều ở trường đại học Concord Career College là 12951 Euclid Street, thành phố Garden Grove, góc Euclid và Garden Grove. Khám mắt, mắt kiến, khám gan, nhổ gan. Quý vị nào cần bác sĩ coi về cái health của quý vị cũng có bác sĩ đó. Nguyên cái hội chợ y tế này là miễn phí hết, mà chúng tôi xin mong quý vị càng sớm tới đó càng sớm càng tốt, là tại vì mình chỉ có limited bác sĩ và limited mắt kiến để giúp cho quý vị. Quý vị nào mà tới trễ quá đó là mắt kiến sẽ poly hết luôn và không có đủ bác sĩ để giúp cho quý vị. Một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn các vị mấy cơ quan và hợp đồng đã giúp cho chúng tôi, là như Central County Foundation, Lesnot Career College, Lesnot Free Clinic, Serve the People Concord Career College, Elimination Foundation, Coastline Community College. Một lần nữa, ngày 21 tháng 4, 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều, góc Euclid với lại Garden Grove, dưới cái chợ Costco ở thành phố Garden Grove. Bà ra đi từ hồi nhỏ 4 năm tuổi và bây giờ qua đây bà vẫn còn giữ được giọng nói của rạch giá nhổ găng. Cảm ơn bà thượng nghị sĩ đã cùng với chương trình của chúng tôi sáng nay. Quý vị vẫn giữ 56.7 và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.